Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung sẽ review cho quý vị và các bạn một loại trái. Đây chính là trái của cây bánh kem. Nó khá là ngọt bởi vì là nó bên trong nó cũng có hạt đấy các bác. Em mà bộ này nó hơi cứng cứng. Và hôm nay là để nó hơi bị cứng quá một chút rồi nên là không còn lấy được nó ra nữa. Vậy em gọt cho mọi người xem nhé. Mới hôm bộ ngang là có thể xay được ra ấy, nhưng mà hôm nay là xay nó không ra vì nó chín quá hơn rồi. Nếu là quay video hôm qua thì có lẽ là sẽ ổn hơn bởi vì nó chín vừa đến nên là cứng. Thì em ơi, các bạn, đây là trái bánh kem mà em vừa mới gọt. Trái này thì rất là thơm, mùi nó thơm nhẹ nhàng như là mùi của quả gì được nhỉ, thơm lắm, một cái mùi rất là đặc biệt. Chưa nghĩ ra là thơm của mùi gì, chắc là thơm của mùi bánh kem các bác ạ. Quả bánh kem là một loại quả mới phát triển nhiều ở Việt Nam. Để em ăn xong có hương vị gì em nói cho mọi người nghe nhé. Đầu tiên đưa vào miệng đó là một vị ngọt nhiều và rất là ngon, có vị của sữa, có vị của na, hơi có vị nhỏ nhẹ của hồng xiêm, hơi có vị thơm thơm của dứa. Một loại quả mà kết hợp quá là nhiều hương vị trong một loại quả. Khi vào miệng thì trái bánh kem tan nhẹ trong miệng và rất là mịn, cảm giác nó cũng có nước ướt ướt nữa chứ không nguyên là nó gần như là nó mịn ra rồi. Rất là ngon ạ. Đây là một loại trái mà kết hợp được rất là nhiều hương vị. Quả bánh kem thì lúc còn xanh thì nó tròn đều và có màu xanh căng mọng, nhưng mà khi chín thì sẽ chuyển sang màu vàng nhạt nhạt như màu nắng, và cùi thì mỏng, cái vỏ thì mỏng và cùi thì dày, hạt thì cũng nhỏ vừa phải. Mùi hương thơm của bánh kem, thế nên là có lẽ là như vậy thì nó được gọi là bánh kem. Đây là một loại quả rất là ngon và tích hợp được nhiều hương vị trên một loại quả. Bác nào mà muốn trồng chậu hoặc là trồng cây giống ở trên sân vườn, hoặc trồng chậu hoặc là vườn hẹp mà muốn được và thưởng thức một những trái cây ngon đặc biệt thì nên trồng cái trái bánh kem này nha. Cây năng suất tốt và giá trị kinh tế cao, hiện nay trên thị trường cũng chưa có bán nhiều do là người nông dân của mình hiện nay mới trồng phát triển mạnh do những năm vừa qua mới đang trong cái giai đoạn khởi nghiệp. Bác nào mua cây bánh kem mà muốn được ăn mà thưởng thức quả bánh kem như thế này thì inbox ngay cho bên nhà vườn Đạt Nhung các bác nhé. Quả bánh kem ở trong giữa này nó có cái hạt các bác ạ, nên là khi mà em đưa cái dao ở phía ngang vào nên là không có bổ được, nhưng khi bổ dao thì bổ được bởi vì nó nằm cái hạt của nó nằm như là cái hạt xiêm á. Để em bổ cho các bác xem nhé. Đây, cái hạt của nó tạo thành cái mùi xiêm, cái hạt của nó cũng khá là to, cái vị của nó rất ngon ạ. Ở cái phần ngoài hơi chín quá đó, em vừa ăn thì em có cảm nhận thêm cái vị nữa, đó là chính thức là vị của cái lá dứa ấy, lá nếp ấy. Các bạn mà muốn mua cái bánh kem này inbox ngay cho bên nhà vườn em nhé, quả thật sự rất là ngon đấy ạ.